Chiều 3 tháng 6, tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh gồm có các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã thành kính dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau khi đạt thành tích và trở về từ kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 do nước chủ nhà Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức thành công tại Hà Nội. Tiếp đó, tại khách sạn Press, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 208 cá nhân là cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích cao trong kỳ SEA Games 31 để qua đây động viên và kịp thời ghi nhận sự nỗ lực cống hiến mang về cho Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh số lượng huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng vượt hơn mong đợi. SEA Games 31 chúng ta đạt được là 42 huy chương vàng, 33 đập bạc và 25 đồng. Đây là một cái thành tích mà các em thi đấu vượt mong đợi. Sau dịch bệnh được kiểm soát, các vận động viên của chúng ta cũng có điều kiện tập luyện. Ngoài ra, cái yếu tố ủng hộ của khán giả góp phần cho cái sự nỗ lực của các vận động viên của chúng ta. Trong kỳ SEA Games 31, Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia thi đấu và giữ vững thành tích ở các môn thể thao truyền thống cũng như kể cả các môn mới như thể thao điện tử và động vật Kuras đều đạt thành tích tốt. Tất cả cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh tham gia SEA Games 31 vừa qua đã được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao với tinh thần đầy sức trẻ và nhiệt huyết, thi đấu nhiều nỗ lực và cống hiến hết mình. Ở kỳ SEA Games vừa qua, đội tuyển dụng cụ Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 2 tấm huy chương vàng, 2 bạc và 3 tấm huy chương đồng. Có thể nói các vận động viên chúng ta đã thi đấu rất tốt. Sau khi SEA Games xong thì chúng tôi cũng sẽ hướng đến cái mục tiêu xa hơn, tức là SEA Games tại Campuchia. Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung cho cái đại hội thể dục thao toàn quốc, sẽ là đánh giá tổng lực về cái lực lượng vận động viên thể dụng cụ Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn.